Nếu các bạn có nhu cầu mua nick lên ngay shop.tng.vn, hiện tại đang có khuyến mại giảm 60% giá trị nick, có cả nick đá quý giá cực hạt rẻ. Gặp sự cố sẽ liền bù lại 100% giá trị. Xin chào tất cả anh em, ATA là vị tướng được rất là nhiều anh em chờ mong bởi có cho bản thân cơ chế cực kỳ mới, đó chính là thanh máu ảo cho phép hồi phục cực mạnh. Tiếp đến, ATA là vị tướng có khả năng tạo địa hình nhân tạo cực kỳ bá đạo, giúp các pha tranh có thể khép góc chặn đường thủ trụ hiệu quả. Đặc biệt khi tranh ở địa hình nhỏ hẹp trong rừng hoặc là hang tà thần, hang rồng, vị trí được cho là phù với ATA là sơ đường hoặc là trận thủ. Bởi mỗi thức khả năng ép góc cực mạnh, ATA có nhiều thức khống chế khó chịu, cực kỳ lợi thế cho việc bắt và giao anh tổng. Đây là vị tướng đeo rank ổn tại máy chủ Đài Loan và được nhiều anh em chơi dùng hiệu quả với tỷ thắng cực kỳ cao từ 5 năm đến 70% sau một tuần ra mắt, chứng tỏ ATA vị tướng đáng chơi, đáng mua với tất cả mọi người nhé. Trước khi đến với các chế ATA, các bạn phải hiểu về ưu điểm để có thể khai thác và chơi vị tướng này đeo rank hiệu quả, cùng các yếu điểm để chúng ta có thể né tránh nhé. Nhớ đừng chơi S nha, vì nhiều bạn thấy S làm khắc chế tướng mới là cứ ông TNG làm khắc chế thế này thì ai mà dám chơi. Thực ra S muốn giúp anh em có thể khắc chế để anh em đi đánh gặp ATA dễ với đầu, chứ không nó lại lạ và mạnh, vác mỏ neo đập cho lại khổ đúng nào. Ưu điểm của ATA đó chính là khả năng hồi phục tốt từ nội tại, máu ảo và khả năng kích hoạt trạng thái khi mất máu. Và với kỹ năng của ATA, để có thể gây hiệu ứng khống chế, choáng, kéo và khép góc tốt. Chiêu một đạp sóng giúp ATA có thể vượt hình mỏng lại không bị khống chế, rất tối ưu né khống chế từ các vị tướng nhà điêu thuyền và nhiều vị tướng khác nhé. S nhận định ATA là con bài thiên về trang bị tăng máu và hiệu ứng, tức là máu của ATA càng trâu thì lượng sát thương chiêu 1 và 2 càng gia tăng, khi ATA đáng gờm nhờ hơn cho tranh hút sát thương cực kỳ bá đạo. S gửi đến cho anh em một vài lưu ý khi các bạn muốn chơi tướng này nhé. Ta sử dụng phi hiệu ma tính hoặc là đấu khí nâng max chiêu 1 để có thể tối ưu sát thương, phép bổ trợ tốc biến hoặc là tốc hành nhé. Bảng ngọc S lựa chọn đó chính là bảng ngọc tăng máu cho ATA, vừa tối ưu sát thương lại trâu bò cò cưa ra tranh hơn. Về cách combo khi đi đường, ta tiếp cận và khống chế với chiêu 1, vận dụng chiêu 2 ủn tướng địch vào địa hình để có thể làm choáng và đấm tay nhá, vừa có thể là hồi phục máu ảo vừa gây thêm sát thương. Nhớ là nội tại của ATA, tờ đánh thường tăng thêm sát thương, tung chiêu cuối khép góc và đánh thường kèm chiêu 1 nhá. Anh em cần nhớ rằng chiêu 2 ta coi để cho thức bám địa hình, vừa truy đuổi rút lui và khống chế tối ưu nhất, chỉ cần bạn kết hợp tốt sẽ đưa đến sự cơ động không ngờ tới. ATA có lối chơi mở và khép giao tranh với chiêu cuối. Chiêu cuối ta có thể hủy nếu bạn tạo pha bóp tim. ATA tối ưu cho anh em khi đưa đầu đội hình ít các vị tướng vượt địa hình hoặc là thiếu cơ động, tối ưu kết hợp tim với thức khống chế và cấu rỉa hiệu quả nhé. Vậy thì nhược điểm của ATA là gì? Đó là phải tiếp cận. Manta chứa chiêu thức 2 để tiếp cận hiệu quả nhất, và chiêu cuối cần một góc tốt để bắt. Nếu ta mất tốc biến thì rất khó tiếp cận bạn và khép góc tốt, nên các bạn tốt nhất là cấu rỉa nhé. Và chiêu cuối ATA không im ba như bạn tưởng đâu. Chiêu 1 của Bio, chiêu 2 của Slim, chiêu 2 của Quillen hay là chiêu 1 của Dioma đều có thể lộn qua. Tức là gặp con bài thức vượt địa hình là toang ngay chiêu cuối nhé. Giống như bố, ATA cần đánh tay và tung chiêu để hồi máu ảo. Nhưng nếu ăn khống chế và gặp vị tướng đánh theo 100 máu hoặc là sát thương chuẩn là toang ngay. Nếu dùng không đúng, chiêu cuối ATA có thể bóp đồng đội, dù có thể hủy, nhưng team bạn sẽ mất khoảng 0,5 giây đến 1 giây bị khựng lại. Còn nếu gặp ATA choi thì khốn khổ rồi đó nhé. Lợi thế của ATA đó chính là giao tranh ở các địa hình hẹp, trong rừng hoặc là hang mục tiêu lớn, nên anh em hạn chế giao tranh ở các nơi đó nếu tên địch có ATA và đang có lợi thế lớn nhé. Với thanh máu ảo cộng lối trang bị chống chịu, ATA nhiều bức tường kiên cố và có thể hồi phục rất nhanh chóng. Đúng vậy, máu ảo là phải dùng ngay đao hoặc là sách chuồn nha anh em, như vậy mới có thể hạn chế được nội tại bá đạo của cơ chế máu ảo này. Bổ trợ tốc biến có thể giúp anh em né được chiêu cuối và kỹ năng khống chế của ATA trước khi ATA kịp tiếp cận. Ngoài những vị tướng chủ chốt, Thiết sẽ còn gợi ý thêm cho anh em các vị tướng tương đồng lối chơi để có thể khắc chế. Vậy nên anh em chú ý xem cẩn thận, hạn chế tua nhá, không là có thể bỏ qua đó. Thứ nhất là Omen. ATA phát huy tối đa sức mạnh ở đường tà thần, thì con hàng đầu tiên khắc chế em muốn nhắc đến đó chính là Omen. Khi mà Omen đang là một trong bài hot ở rank và giải đấu bởi lối chơi khó chịu, vậy làm sao giữa vô vàn các vị tướng đi top khác thì Omen lại khắc chế tốt như vậy? Bộ kỹ năng của Omen được ví là khắc chế hoàn toàn vị tướng kiểu thuần sát thương vật lý. ATA là một trong số đó. Chiêu 2 giúp Omen có thể giảm sát thương đáng kể. Một ATA dù tung cả combo đều không thể hạ nổi Omen đâu. Nếu ATA mà tấn công Omen, ngay tức Omen bật chiêu cuối thì anh em biết sao rồi đấy. Solo 11, Omen chưa ngán ai cả và ATA gần như không có cửa thắng. Omen có lượng sát thương chuẩn, máu ảo ATA hồi kịp đâu. Đã bị Omen nhốt thì ATA không đánh được, trốn không xong. Tốt nhất là anh em thấy bên kia pick ATA thì anh em cứ vác Omen hoặc là các vị tướng khác mà S chuẩn bị gợi ý cho anh em nhá. Như anh em sẽ hỏi là vậy kèo Zena, Floor qua được ATA không? Sao ư? Kèo ăn chặt thì sao nữa anh em, nên S mới không cần đề cập đến quá nhiều.
Sau đây là một vài lưu ý nhỏ gửi tới cho anh em nhé. Tác dụng hiệu ma tính, hỏa đấu khí, nâng mắc 2 và cài mặt nhất sẽ bổ trợ tốc biến. Trước khi giao tranh và tham gia giao tranh, anh em phải cố gắng tích được khoảng 4 điểm nội tại trước ở lính quái. Lúc này Omen rất mạnh, một cái lượng xăng chuẩn. Omen chỉ mở tranh khi chắc chắn bắt được chủ lực tiên địch như là xạ thủ chẳng hạn. Và anh em phải tật dứt khoát với chiếc cuối kèm tốc biến nhá. Sử dụng chiêu hai điều vô cùng quan trọng với Omen, giúp Omen chống chịu tốt và giảm vết thương đáng kể, hoặc có thể đỡ chân đào tẩu, do đó anh em phải bật đúng lúc nhá. Omen có thể nuốt bụi, bắt chủ lực tốt với chiêu 3 và chiêu 1 để kéo. Ngoài ra, anh em nên sử dụng các vị tướng số lượng mạnh khác hồi phục tốt như là Veret, Aeron, Kyros, Rubo. Đây là con bài khô máu mà ta đều phải ngán ngẩm cả. Đối với các vị tướng này, khi bắt bẻ ta thì bật chiêu cuối lên chơi thẳng mặt thôi anh em. Thứ hai, Zephyr. Zephyr xuất hiện nhiều cho chiến thuật khắc chế xạ thủ và gia tăng chống chịu cho team. Còn bẻ ta Zephyr không hề ngán nha anh em, bởi Zephyr rất trâu bò, có thể cơ động linh hoạt với hội thức. Hơn thế, combo của Zephyr rất mạnh và khống chế tương đối tốt. Sát thương gây ra lớn và thức hồi lại nhanh nên vị tướng này dễ dàng thoát khỏi tranh, chấp luôn Ata bật chiêu cuối. Một là đứng lại khô máu, hai là rút lui thì Zephyr vẫn cực kỳ ổn. Hai chiêu thức vượt địa hình hoàn toàn tối ưu để mà khắc chế lại Ata nhé. Tất nhiên trong giao tranh Zephyr không bắt Ata, nhưng khi đối đầu hoặc là ganh lẻ thì Zephyr rất là ok. Điểm mạnh của Zephyr là chỉ là núp bụi và tấn công bất ngờ khiến đối phương không kịp trở tay. Và với khả năng solo mạnh, Zephyr không hề sợ vị tướng đấu sĩ kiểu tanker như Ata đâu. Sau đây là một vài lưu ý nhỏ gửi tới cho anh em khi bạn muốn chơi bài này nhé. Ta sử dụng hiệu đấu khí hoặc ma chú, nâng mắc chiêu 1 và cài máu thấp nhất. Đầu game anh em để cấu rỉa bằng chiêu 2, vừa gây sát thương vừa được hồi máu, sau đó sử dụng chiêu 1 để thoát lui hoặc là làm chậm. Sau đó cấu rỉa bằng chiêu 2 nhé. Combo của Zephyr là khi ở xa ta lướt chiêu 1, sau đó nhảy chiêu cuối đánh thường làm chậm, sử dụng chiêu 2 chuẩn xác. Trong loa tranh thì máu của Zephyr càng ít máu thì khả năng chống chịu càng cao, do vậy đều bị tướng nhây lì cho tranh và có thể outplay đối thủ rất là dễ dàng. Ngoài ra anh em có thể sử dụng các vị tướng sát thủ đi rừng cơ động khác, đặc biệt các vị tướng tàng hình nhà Ngộ Không, Kera, Quillen, Kynak đập Ata dù trâu để phải thấu xương nhá. Và hơn hết, đây là các vị tướng có chiêu thức nhảy qua được chiêu cuối của Ata, và quan trọng là chính là có khả năng sốc sát thương nhé. Kera là vị tướng bạ nhất vì con nào này có thể đi xuyên tường từ chiêu cuối mình, hoàn toàn không sợ chiêu cuối của Ata, chẳng khác gì Ata bật chiêu cuối ra là để cho Kera tàng hình và ẩn nấp cả. Thứ ba, Hayate. Giúp bị giảm đôi chút sức mạnh để có thể cân bằng vị tướng khác như Hayate hiện tại đang rất mạnh. Và để khắc chế Ata thì Hayate là xạ thủ hoàn hảo nhất. Đương nhiên, song với Hayate đó chỉ là con bài nhà Zon hay là Slim, là bộ ba hoàn hảo đối đầu và làm thịt con bài châu bò nhá. Sang chuẩn và sát thương 100% máu. Khi cơ động thì khỏi bàn, né tiếp cận tốt. Sang chuẩn cấu đỉa mạnh và có thể kết hợp với áo tròng băng thì tăng thêm khả năng cấu đỉa và khống chế rất tốt. Với sang chuẩn thì các vị tướng tanker như Ata không còn là đáng ngại với Hayate, chứ đừng nói là vị tướng mơ giấy, đặc biệt là khả năng thả diều giúp Hayate không ngăn Ata. Ngoài ra nhờ vào độ cơ động nên có thể tự bảo kê cho trường hợp nhất định chiêu cuối các khống chế của Ata thì Hayate có thể nhảy qua được, cộng thêm tốc biến thì Ata rất khó chân được vị tướng này. Chính nhờ ưu điểm đó mà Hayate rất khó bị feed trừ khi bạn chơi kỹ năng kém và không quá lệ thuộc vào các vị tướng trợ thủ. Lưu ý nhỏ khi các bạn chơi nhá, ta sử dụng hiệu ma tính hoặc là thánh thuấn, nâng mắc chiêu 1 và cài máu thấp nhất, lên sớm trang bị tốc đánh và chí mạng để có thể sớm đạt các mốc như là 75% và 150% tốc độ đánh nhá. Đầu game cố gắng ôm farm để tích tiền, nhớ di chuyển cẩn thận, hạn chế bắt lẻ, tích cực thả diều chiêu 1 và đánh tay, đồng thời sử dụng chiêu cuối hợp lý. Cần phải giữ vị trí thật tốt trong pha tranh để có thể gây được lượng sát thương tối đa. Ngoài ra anh em có thể sử dụng các vị tướng xạ thủ cơ động khác như là Slim, Phoenix, Eando. Và nếu bạn thích chơi zone, mặc dù sang chuẩn thiếu nên giữ vị trí tranh bắt, bởi zone rất dễ bắt và có khả năng theo bắt tốt như Ata nhá. Đương nhiên một vị tướng Zip có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề này. Thứ tư là Rat. Anh em đều biết rằng Ata là vị tướng châu bò và có cho mình kỹ năng khống chế, nhưng nếu cầm Ata thì rất khó động vào Rat. Bởi Rat là vị tướng có khả năng cấu đỉa tốt bằng chiêu 2 này, chưa tính khả năng làm chậm thì hắn ta đã có khả năng né tránh các pha gank bất ngờ từ chiêu cuối rồi. Ata ở chiêu cuối thì Rat không sợ và có thể nhảy qua hay là tốc biến chạy nhá. Chiêu 2 xin giáp phép, giam 3 thằng Ata đều không ăn thua anh em ạ. Đấm phát nào là mất máu phát đó nha anh em. Thêm cả cái sách chi hồn và làm chậm 90% là quá khó khi đụng vào vị tướng này. Sau đây là một vài lưu ý các bạn muốn chơi bài nhá. Ta sử dụng hiệu thần quang, nâng mắc chiêu 2 và cài máu thấp nhất, phép bổ trợ đứng nhà tốc biến rồi. Sử dụng chiêu 2 cấu rỉa lạng lách tạo khoảng cách, đặc biệt với các vị tướng như là Ata đấy ạ, cần tiếp cận thì ta cứ cấu rỉa từ xa là được rồi. Luôn cấu rỉa chơi tranh cho tranh, và nhất là nội năng 70% trở lên nhá, để chúng ta có thể tung combo bất ngờ sau cơn thương. Ngoài ra vị tướng pháp sư cơ động nhà Lilianna, Maza hay là Fraturen, và đặc biệt là Laurel là các vị tướng giúp anh em khắc chế được Ata phần nào, đa số là phải lên sắc chuồn nhé. Thứ năm, Senir. Senir thuộc kiểu tướng trợ thủ mang xu hướng chống chịu và thường xuyên đứng cao để thể khép góc và đỡ đòn cho đồng đội. Sát thương của Senir không nhỏ và anh em nhớ rằng
lượng máu xenia càng nhiều, sát thương thép càng lớn. Vấn đề là lý do vì sao vị tướng này lên được tối đa trang bị chống chịu cộng máu, rất giống anh ta đúng không nào? Với khả năng chống chịu tốt cùng bộ kỹ năng xenia bắt chẳng sao, có sai đều có thể sửa với chiêu hai chiêu cuối nhé. Và cá chọn nhất mà em muốn nhắc đến đó chính là chiêu cuối sứ mệnh cơ thể tướng này. Khi mà anh ta có thể tới bất kỳ đâu trên bản đồ cứ đồng đội, cứ bắt chủ lực là xenia là bay đến hồi máu đánh nhau các kiểu, nên chắc chắn không sợ anh ta khép góc nhá. Khép góc không chạy được là ta tức bay tới bảo kê bán kèo ngay. Sau đây là một vài lưu ý gửi tới cho anh em. Ta sử dụng phi hiệu thánh thuấn hoặc là trói buộc, nâng mắc chưa một và cài mắc nhất, phép bổ trợ hồi máu nhá. Đầu game anh em thể sử dụng xenia trong vai trò trên là bảo kê trước làm nhìn và gây áp lực lên tiền địch. Giữa cuối game anh em sử dụng xenia vai trò đẩy và giữ đường. Nhưng khi giao tranh nổ ra, quan sát thật nhanh lượng máu của đồng đội và đấu sĩ chủ lực để có thể nhảy tới cứu nguy với chiêu cuối. Việc cân bằng thậm chí là nhỉnh hơn về lượng quân số khiến cho kết quả của giao tranh trở nên cực kỳ có lợi. Khi đáp xuống bật ngay chiêu 1 và tạo lớp giáp ảo hộ trong chiêu 2, kích hoạt truy sát hoặc là hỗ trợ khống chế địch nhá. Ata mạnh ở khả năng bắt lẻ và giao tranh tổng tốt. Vì thế khi đối đầu với Ata, các bạn nên mang các vị tướng có khả năng chiêu thức cứu đồng đội như là Malok, Badum, Zip, Anete và kể cả Alice nhá. Bên cạnh đó các vị tướng lệ thuộc các vị tướng tanker đấu sĩ khả năng hụt tốt và độ châu bò không hề ngại Ata đâu. Như vậy là em vừa chia sẻ xong cách chơi, ưu điểm của cách khắc chế Ata từ mới liên quân ra mắt tại mùa 3 này. Tất nhiên là đánh giá của S là Ata thật là vị tướng tốt cho đội hình giao tranh và làm tiên phong mở tranh ổn, nhưng cũng rất sợ và sẽ yếu đi nhiều khi gặp vị tướng mà S kể trên. Anh em cần nhớ rằng đây là game đồng đội, các bạn pick tướng kèo trên mà mãi đánh nhau rồi bị team địch ganh là nát gáo nhá, nên cần phải chơi hết sức hợp lý. Nếu thấy video hay và có ích, anh em đừng quên like và share nhé. Anh em muốn S khắc chế vị tướng nào, bình luận ngay dưới video đi nào. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong video lần sau. Nếu thấy video hay và có ích, các bạn đừng tiếc gì một like và share video nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh, cho S một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.